Xin chào các bác. Trước mắt quý vị các bác, đây là những đôi loa bãi cửa hàng chuẩn bị gửi cho các bác khách hàng. Ở đây thì đang quay cho các bác một đôi PK với mã sản phẩm PGS100 và một đôi PK668. Hai đôi này thì nó đều là loa bãi thương hiệu của Nhật Bản với sử dụng một bát 25 và hai check thôi nhé. Đối với dòng loa PK thì nó có một cái nội âm tiếng rất là mềm nhé, tiếng rất là mềm, tiếng trống sâu mềm, check sáng, lời đi tách rất là hay. Với những đôi loa này thì hai cái đôi loa này là hai phân khúc có giá tiền khác nhau. Các bác nào có thể sử dụng những dòng âm ly, chúng ta có thể dùng đôi trên này thì công suất nó nhỏ hơn, công suất là 150W đến 450W, còn là đôi dưới này PKS100 thì công suất nó là 250W đến 600W. Và chất âm dòng này thì đều rất là hay không nhé, đều rất là hay. Đối với dòng loa PKS100 thì công suất của nó là 250W đến 600W thôi nhé, ở trở kháng 8 ohm. Là VK668 thì nó 150W đến 450W anh nhá. Cái hai đôi loa này đang test gửi cho hai bác khách hàng. Bác thứ nhất là anh Hà Văn Tần có địa chỉ ở xã Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình. Đấy. Cái dòng loa VK668 này thì giá 3.500 này. Bác thứ hai là bác Cao Văn Thuần có địa chỉ xóm 4, thôn Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội. Và giá là 4.400.000 thôi nhá. Đấy. Thì bật lại nha. Ở đây em đang test đánh một con đẩy, một con lọc. Bác nào có nhu cầu thì gọi cho em theo số máy là 0385 2228 thôi nhé, 0385 2228. Bên em ship hàng Hàn Quốc thì các bác nhận hàng, kiểm tra thanh toán thực hiện nha. Nếu dòng loa này thì các bác có thể là chúng ta vừa nghe nhạc được, chúng ta có thể là vừa hát karaoke nghêu ngao rất là hay. Với các bác sử dụng âm ly thì các bác ghép dòng này chúng ta nghe nhạc tiếng rất là chi tiết, hoặc là hát karaoke cũng có thể là các bác có thể dùng vang ghép với đẩy để đánh những cặp loa như này. Thì không những là các bác nghe nhạc được mà hát karaoke nó rất là nhẹ nhé, rất là nhẹ chi tiết. Đối với các bác không gian phòng tầm 25m² đổ lại chúng ta chơi rất là hợp lý. Em đang ghép với một con đẩy DK với một con lọc thôi nhé. Đang ghép với một con đẩy với một con lọc. Tín hiệu đấy. Bên em quay thì bắt đầu quay cả trước cả sau được bác xem. Cái nhạc em theo qua điện thoại theo trực tiếp luôn. Chúng ta nghe là sẽ không được chi tiết. Chúng ta các bác có thể là đeo tai nghe vào thì nghe nó sẽ chuẩn hơn thôi nhé. Nghe sẽ chuẩn hơn. Dòng này tiếng nó rất là mềm. Đối với các bác có thể chúng ta nghe nhạc vui chưa cả ngày nó không biết chán. Với những dòng loa karaoke thì với cái dòng này thì các bác có thể là chúng ta nếu mà có hứng chúng ta muốn nghe nhạc thì vẫn nghe nhạc rất là ok. Còn nếu mà khi hát thì cũng thoải mái cho các bác hát. Côn của nó là côn 51, côn 6 lớp, chiều đòn rất là tốt. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video, thì em xin kết thúc video đây và thân ái chào tạm biệt các bác.